Thà mình chết, không khi nào mình giết chết phong trào cách mạng. Đó là di bút bất hủ mà trước khi ra pháp trường, đồng chí Võ Văn Tần đã để lại trên xà lim nơi kẻ thù giam giữ. Võ Văn Tần, sinh năm 1891, mất năm 1941, là một trong những chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chiến sĩ Cộng sản trưởng thành, kiên trung với nước, tận hiếu với dân, là niềm tự hào và là biểu tượng cho hào khí quật cường, tinh thần bất khuất, cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, phải đối mặt với sự truy lùng ráo riết của kẻ thù. Nhưng tấm gương cao đẹp về tấm lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng của người Cộng sản kiên cường, quả cảm ấy vẫn giữ trọn khí tiết, một lòng vì tổ quốc, vì nhân dân. Để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của người chiến sĩ Cộng sản Võ Văn Tần, chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam đã cho ra đời cuốn sách Võ Văn Tần Tiểu Sử, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2015 với độ dày 195 trang trên khổ giấy 21cm. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1. Quê hương, gia đình, tuổi trẻ. Chương 2. Từ người yêu nước trở thành chiến sĩ Cộng sản, từ năm 1914 đến năm 1930. Chương 3. Tham gia lãnh đạo khôi phục và phát triển phong trào cách mạng ở Nam Kỳ, từ năm 1930 đến năm 1945. Chương 4. Nhà lãnh đạo của Đảng ở Nam Kỳ, từ năm 1936 đến năm 1941. Chương 5. Võ Văn Tần, nhà lãnh đạo xuất sắc, người Cộng sản mẫu mực. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, cần cù lao động và hiếu học, ở mảnh đất nghèo giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng tỉnh Long An. Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, đồng bào sống cơ cực, lầm than dưới ách quân xâm lược. Lòng căm thù, ý chí cứu nước, cứu dân được hình thành trong tiềm thức của người thanh niên yêu nước Võ Văn Tần từ rất sớm. Vào năm 1923, ông tham gia đấu tranh chống chính quyền thực dân, thu thuế sát sinh vô lý cùng nông dân, bị thực dân Pháp bắt giam, khép tội cầm đầu các cuộc chống đối. Nhưng không có chứng cớ để khép án, thực dân buộc phải trả tự do. Sau đó, ông tham gia nhiều cuộc bàn luận về lịch sử, chính trị thời cuộc, các phong trào hoạt động của các đảng phái, tôn giáo đương thời. Năm 1926, Võ Văn Tần tham gia hội kín của Nguyễn An Ninh, tức thanh niên cao vọng đảng, và là hội viên cốt cán của hội. Với lòng nhiệt tình và niềm tin của tuổi trẻ, Võ Văn Tần đã hòa mình vào phong trào yêu nước, phong trào đấu tranh giành tự do của dân tộc, là bước tiến gần đến với chủ nghĩa cộng sản trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Là người có học, ông đã tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, nhận thấy những mặt hạn chế của hội kín. Ông cùng với một số hội viên tích cực khác gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chuyển từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào thời điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò là bí thư chi bộ Đảng Cộng sản xã Đức Hòa, đồng chí Võ Văn Tần dẫn đầu cuộc biểu tình của nông dân Đức Hòa vào ngày 4 tháng 6 năm 1930. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn ở Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đỉnh cao của phong trào cách mạng ở chợ lớn Tân An. Cuộc biểu tình đã dương cao ngọn cờ đỏ búa liềm và các biểu ngữ với nội dung chống thuế nặng, chống đánh đập vô cớ, chống sách nhiễu dân, vân vân. Tháng 6 năm 1931, trong bối cảnh thực dân Pháp đàn áp quyết liệt các cơ sở đảng, đồng chí Võ Văn Tần phải nhiều lần thay đổi hình dạng để hoạt động, liên lạc, chỉ đạo xây dựng các cơ sở đảng, duy trì các cuộc đấu tranh của quần chúng, tìm các đồng chí để tái lập xứ ủy. Bằng ý chí, bản lĩnh kiên cường, trung thành với lý tưởng, bất chấp mọi hy sinh gian khổ, đồng chí Võ Văn Tần đã kiên trì hoạt động, từng bước gây dựng lại tổ chức cơ sở đảng, duy trì sự lãnh đạo liên tục của đảng ở gia đình chợ lớn. Khi xứ ủy được phục hồi vào tháng 5 năm 1935 và sau đại hội đảng lần thứ nhất ở Macau, Trung Quốc, đồng chí Võ Văn Tần được cử vào ban thường vụ xứ ủy. Năm 1937,
Võ Văn Tần được chỉ định làm bí thư xứ ủy và bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Được làm việc trực tiếp và học tập kinh nghiệm từ các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, v.v. Đồng chí Võ Văn Tần phát huy vai trò lãnh đạo, năng động trong việc gây dựng, mở rộng và phát triển phong trào cách mạng không chỉ ở gia đình, miền Đông mà còn ở các tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Giữa lúc phong trào cách mạng đang ở giai đoạn đầy khó khăn thử thách do chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp, vào ngày 21 tháng 4 năm 1940, do có kẻ khai báo, ông bị địch bắt ở Hóc Môn Gia Định và kết tội chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc bạo loạn ở Nam Kỳ. Trong lao tù, chờ ngày lĩnh án tử hình, dù bị địch tra tấn dã man, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất và khí tiết của người cộng sản. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1941, ông bị thực dân Pháp đem xử bắn cùng với nhiều đồng chí lãnh đạo khác của đảng ta như Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, v.v. tại Mô Bắn, Hóc Môn. Trước lúc hy sinh, tất cả các đồng chí đã giật tung mảnh vải bịt mắt và hô vang khẩu hiệu Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm. Cuốn sách Võ Văn Tần Tiểu Sử là cuốn sách hay viết về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí lão thành cách mạng Võ Văn Tần. Đó là tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tấm gương sáng của người anh hùng cách mạng ấy sẽ giáo dục cho thế hệ hôm nay luôn tưởng nhớ đến công lao to lớn của người chiến sĩ cách mạng anh hùng, bất khuất, ra sức học hỏi, rèn luyện, bồi đắp, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách này.